Núp bóng trong phân xưởng chế biến thép, doanh nghiệp đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Dung Quốc ở khu kinh tế Dung Quốc hàng ngày sản xuất hàng ngàn lít dầu DO giả và phối hợp với doanh nghiệp vận tải khác tung ra thị trường thu lợi hàng tỷ đồng. Đến khi chuyên án của công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi xác lập và triển khai triệt xóa, đường dây làm dầu DO giả đã bị vạch trần. Hàng ngày tại phân xưởng trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Dung Quốc thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, do đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, 70 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội làm giám đốc, được ngụy trang với hàng chục công nhân gia công thép. Đến khi công an huyện Bình Sơn bất ngờ khám xét mới phát hiện phía trong phân xưởng là cơ sở sản xuất dầu DO giả. Công an huyện Bình Sơn đã bắt ông Bùi Đình Chương, 41 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Đình Chương ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, và ông Nguyễn Minh Hiệp, 68 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Thanh Phong, 44 tuổi, ở thành phố Cần Thơ. Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Minh Hiệp đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của Bùi Đình Chương trên 100 chuyến hàng, với số lượng trên 300.000 lít dầu, giá từ 12.000 đến 13.400 đồng một lít, với số tiền hàng tỷ đồng. Đi Sài Gòn bán lại cho những cái lò đốt để lấy lợi nhuận mua được thì tôi bán, còn anh sử dụng vào việc của anh. Và bắt hiện tại là được 8 đối tượng, trong đó có giám đốc, kế toán và kỹ sư chuyên sản xuất xăng dầu và một số đối tượng là tham gia sản xuất xăng dầu giả. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Đình Chương là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển với công ty BVON. Lợi dụng điều này, sau khi mua dầu giả, Bùi Đình Chương chỉ đạo nhân viên tháo kẹp chì, rút bớt dầu trên các xe bồn nhận dầu DEON từ nhà máy BVON ở cảng Dung Quốc thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Nhóm đối tượng dùng ống dẫn dầu đưa vào bồn pha trộn giữa dầu giả và dầu DEON theo tỷ lệ khoảng 1/10, sau khi cuốn kẹp chì lại chở bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh khác.